Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lan Hương, tên tiếng Anh của mình là Vanessa, còn đây là bạn của mình. Good day, mate. Good day. How are you? I'm good. Yourself? I'm very well, thank you. What's your name? My name's Callum. Yep, I'm Vanessa. Nice to meet you. So, welcome to Hà Nội and welcome to Elite. Đây là bạn của mình, tên là Callum, bạn đến từ nước... Where are you from? I'm from Australia. From Australia. How do you say in Vietnamese? Úc. Úc, yes. So today, we here to help, to share with the guys about the slang words that is the most popular in Australia. So ngày hôm nay mình và Callum sẽ chia sẻ với các bạn từ tiếng lóng, từ tiếng Anh được sử dụng nhiều nhất ở nước Úc. Cho mình xin nói chính xác là không phải là từ tiếng lóng của Úc mà là từ tiếng lóng được sử dụng ở Úc nhiều nhất. Rồi, chúng mình sẽ bắt đầu nhá. Nhưng mà trước khi bắt đầu thì mình muốn chia sẻ với các bạn là thứ nhất tiếng lóng là gì. Tiếng lóng là một từ mà chắc chắn là 100% là chúng ta sẽ sử dụng trong văn nói hàng ngày và những cái ngữ cảnh nó sinh hoạt hàng ngày, chứ không phải là trong văn phạm. Tiếng lóng thì có thể là một từ nó có nghĩa gốc, và cái nghĩa gốc đấy thì nó khác hẳn cái nghĩa mà từ tiếng lóng mà nó mang đến. Và tại sao hôm nay chủ đề là tiếng lóng của Úc? Bởi vì mình thấy là hiện giờ là có rất nhiều bạn du học sinh rất là muốn sang Úc đi du học hoặc là làm việc. Và trong một cuộc hội thoại thì nhiều khi là các bạn dùng tiếng lóng và các bạn ý mất 2-3 từ, các bạn không hiểu là các bạn người Úc của mình đang nói gì. Cho nên là mình rất là muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Australia, nước Úc. Và cách để các bạn ý nói từ Australia trong tiếng lóng sẽ là how do you say it? Aussie. Would you mind to repeat it? Aussie. And we would say in our Australian chant, Aussie, 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 oi, oi, oi. Oi. đến từ thứ hai, chúng ta sẽ chia sẻ từ này thì không có nghĩa gốc đâu. Từ này thì như mình nói trước là người ta tự nghĩ ra. Make it up. Rồi, how do I say it in English? Sugar daddy. Do you mind to repeat it one more time? Sugar daddy? Yes. What does that mean? So it would mean that a girl that has a boyfriend or an older man that pays for everything, pretty much, and buys them all the makeup, all the bags, all the pretty shining little bling bling thing. Everything. Yes. Trong tiếng Việt thì mình có một cái từ này mà rất là hay, mà rất là được dùng, rất là phổ biến hiện giờ. Người ta bảo là chân dài hay đi với đại gia, và từ sugar daddy này chính là từ đại gia đấy ạ. Không phải là ông bố còn nghèo đâu ạ. Sugar daddy chính là từ đại gia. Do you mind to say it one more time, Callum? Sugar daddy. Sugar daddy, yes. Terrific. Sau từ ba, mình sẽ nói là một cụm từ mà không phải một cụm từ, một từ mà có nghĩa gốc. Mình sẽ tìm hiểu nhé. Từ này mình nói rất là nhiều, không phải là chỉ mỗi ở Úc mà còn cả Anh và Mỹ nữa. It's dollar. Buck. Rồi, từ này thì là từ để mọi người thay vì nói dollar thì người ta sẽ nói là buck. Và nó cũng giống như từ dollar, lấy là một dollar thì sẽ không, thì mình sẽ không chia. Nhưng mà từ nhiều, từ $2 trở lên thì chúng mình sẽ có S ở cuối. So $1 is gonna be one buck. So $2 is gonna be two bucks. Yeah. Các bạn có thể để ý là khi bạn Callum nói là có chữ S ở sau chữ buck, sau chữ K. Ok. Rồi. So do you wanna give an example? Could I borrow $5? Yeah, mate. Thank you very much. Ta. Yes. Mình sẽ đi đến cụm từ tiếp theo nhá. Cụm từ tiếp theo. Give me back money. So, cái từ này đấy là một danh từ mà nó chỉ một hoạt động hoặc một hành động, một sự kiện, cũng không phải là sự kiện mà người dân Úc rất là hay làm vào cuối tuần. Rồi, let's go. It's a barbecue. We say Barbie. Excuse me? Barbie. Really? Not like the toy Barbie. Okay. Do you want to give an example? Would you like to have a Barbie this afternoon? Yeah, why not? It's weekend. Yeah. Let's go. Từ Barbie này thì chính xác nó như là từ Barbie doll ấy ạ, búp bê Barbie ấy ạ. Nhưng mà đây là cách để cho các bạn Úc gọi barbecue. Thay vì gọi barbecue, các bạn sẽ nói là Barbie. Từ này thì từ là dùng cực kỳ nhiều trong hàng ngày luôn, và bạn này là cái bạn mà suốt ngày dùng cái từ này luôn. Okay, homeless person. Hobo. Homeless person. Hobo. Bạn có thể giải thích, would you mind to explain a little bit? It's just a shortened term that we've created
just for homeless person. So instead of two long words, we just have a short four-letter word. Đấy, các bạn ấy tự nghĩ ra cái từ đấy, các bạn ấy gọi những người gọi là vô gia cư đấy ạ. Rồi. Và nhiều khi mà bọn mình hay trêu nhau là nếu mà mày không có đi, bạn các bạn không có nơi nào để đi, hoặc là trông ăn mặc rách rưới chẳng hạn, hoặc là trông như là bạn đi học nhưng mà đầu tóc thì bú xù, xong quần áo thì sập sạch mà vẫn mặc 3 ngày một bộ quần áo, thì chúng mình sẽ các bạn ấy là trông mày như là hobo ấy. You look like a hobo. I was just giving them an example, yes, about one of our friends so look like a hobo. If you look like a hobo, it means you look poor. Exactly. So someone call you hobo in Australia, watch out. Maybe they actually mean something. Tiếp theo, mình sẽ để cho các bạn xem từ gốc từ lắm trước. Chúng ta go with that. So bloody. Và cái từ này theo nghĩa đen của nó nghĩa là very much. Chẳng hạn, would you want to give an example, please? Oh, it's bloody hot today. Yes, very good example. Trời bây giờ đang là 39 độ C, nên là bạn cái lần của nó mà câu là it's bloody hot today. Trời ơi, trời quá là nóng nực luôn ý, nó phát điên lên luôn ý. Would you like to repeat it one more time, please? Bloody. It's very bloody hot today. Yes. The next word is very interesting. You in here, there's a lot if you start in Australia. Oh yeah. Cái này thì bạn sẽ nhìn thấy và nghe thấy rất là nhiều nếu mà bạn sang Úc học và bạn chơi với các bạn Úc. Đấy, có một cách mình sẽ cho các bạn xem từ tiếng lắm trước. Slang first, please. Far out. Far out. Far out. Rồi, từ này nó là từ tiếng lóng của một từ mà các bạn ấy rất là hay dùng. Là một từ không được tốt đẹp cho lắm nhưng mà các bạn hay dùng. Đấy là viết tắt của từ. Rồi, từ này thì các bạn Úc ấy cũng giống như tiếng lóng của mình thôi. Thế mình chửi là cái định mệnh chẳng hạn. Đấy, các bạn cũng giống cái từ này. Và thay vì, nhưng mà ngoài ra đến từ far out này thì nó còn được dùng ngoài việc là chửi khi các bạn muốn chửi. Thì các bạn ấy sẽ dùng một từ cách biểu lộ cảm xúc chẳng hạn như là far out, McDonald's is closed. Kiểu như là oh my god, oh really. Nhiều khi nó là mang nghĩa như vậy, chứ không hẳn là nó chỉ là thôi. Rồi, cụ tiếp theo rất là hay mà các bạn nữ thì chắc chắn là nên biết. Thực sự không phải là nữ, không phải là nam, nhưng mà nói chung là chúng mình nên biết. Rồi, mình sẽ cho các bạn xem cụm từ gốc của nó. Wait, no, hold it, it's fine. Đây là cụm từ gốc của nó là pick somebody up. Cái từ này các bạn nghĩ là nó là gì nhỉ? Không phải mình đi đón ai đấy đâu nhá. Mà pick somebody up là ai đấy tiếp cận bạn. Và từ này thì dùng trong slang thì nó sẽ là hit on. One more time, please. Hit on. My friend tried to hit on the pretty girl. Yeah. Hoặc là Julian tried to hit on that blonde chick for a while. Rồi, từ hit on nghĩa là để ý, không phải hit ở đây là đấm như thế này đâu ạ, mà hit ở đây là kiểu là kiểu như vậy, kiểu là mình muốn tán tỉnh với cô ấy, anh cha đấy nó để ý đến mình kiểu như vậy. Mình nói hơi casual thì các bạn thông cảm. Cảm ơn. Thank you. Và từ cuối cùng, last but not least, the very important word which is my favorite word. Từ mà mình rất là thích và mình dùng rất là nhiều, đấy là cheeky. One more time, please. Cheeky. Would you mind to explain what a cheeky mean? It's similar to a naughty person or a smart ass. Trong tiếng từ điển ấy, thì tiếng Anh thì từ cheeky có nghĩa là sắc sủa. Phần lớn từ excuse me. Phần lớn thì cái nếu như bạn trang nghĩa gốc của nó thì nó từ sắc sủa. Nhưng mà trong cái văn nói hàng ngày và trong từ tiếng lắm khi mà các bạn dùng ở Úc ấy thì từ đấy lại không phải là chỉ sắc sủa, mà thực ra nó là một lời khen ấy. Khi mà bạn nói chuyện với một ai đấy và bạn rất là thích thú với các cuộc hội thoại đấy, và bạn trêu đùa trêu chọc người khác, và một từ khác mình gọi là bật chẳng hạn, thì mình bật lại người đấy và người đấy cảm thấy rất là bất ngờ, thì người ta sẽ nói là kiểu you're so cheeky. She is a very cheeky girl. Alright, tell me about it. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì là bạn hãy comment ở dưới, và có những từ nào mà bạn nghĩ là nó có thể có tiếng lóng, hoặc là các bạn muốn biết từ tiếng lóng của một số từ nào đấy thì có thể comment, mình và Callum sẽ giải thích cho các bạn. What's your plan this evening, mate? Yeah, just have a barbie and a beer. Sounds interesting. Am I invited? Yeah, of course. Okay, shall we? Yes, we shall. Tạm biệt! Bye bye!